Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft thần thoại Hy Lạp sinh tồn nhưng YouTuber hỗn chiến. Như nào là hỗn chiến? Thì vào một ngày đẹp trời, 8 YouTuber rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm. Thế cho nên là quyết định rủ nhau vào Minecraft sinh tồn 100 ngày trong cái mod pack nào đấy. Nhưng mà chơi kiểu bình thường thì không có chịu, cứ thích quánh lộn cơ. Thế cho nên là bọn mình quyết định chia ra 2 team để mà sinh tồn 100 ngày. Nếu mà có lỡ gặp nhau thì các bạn cũng hiểu. Và nếu không gặp nhau thì bọn mình sẽ quyết định hẹn nhau ở bên dòng Ender Dragon vào ngày 100 để mà giảng hòa hoặc là bính lộn. Và kết quả như nào, team nào thắng, các bạn xem video sẽ rõ. Nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây là lần đầu tiên mình tham gia hỗn chiến của mấy ông này và mình cũng chả biết cái mod này nó như nào. Mình chả biết mình có sức mạnh gì luôn á, mình cũng không biết mình là thần nào với ai là thần gì hết á. Thế cho nên là mình cứ phát đi sức mạnh của mình thôi, kiểu thần ăn trộm ấy. Sau khi khuyên nhủ team kia kiểu cất kỹ đồ một chút không mất lại kêu thì mình quyết định đi sinh tồn. Thì team mình có 4 người, bọn mình quyết định chia ra 2-2. Mình và Kendrick sẽ là người đi đào khoáng sản, tôi sẽ là thần kim cương. Mặc dù hệ của tôi là lựa chọn. Sau một đội hỏi han thì mình nhận ra mình là thần lửa chỗ ăn, mình là thần lửa, Kendrick là thần bay, Hoàng là thần khoáng sản, còn Kuro là thần exciter, chuyên đi trộm chó cho nên là chạy siêu nhanh luôn, cái đấy mạnh lắm. Ông phải cánh tim á, ông không đánh được ông chút mỏi. Tôi bị nhảy dù trên cao thường không chết á. Thần rớt đây, am thần rớt đây. Còn tôi chả biết tôi có công dụng nghĩa gì á, ngoài lửa miễn phí. Ui trong này dưới này cũng có con Medusa này. Ê! Từ từ anh bạn à, mình đang khá là chán vì cái hệ của mình nó cùi bắp mới chả được cái gì á. Mấy ông kia chạy nhanh để bay cái thứ, mấy ông đi khám phá luôn tụi mình rồi. Mình với Kendrick sẽ là người đào khoáng sản, còn Hoàng và Kuro sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi kiếm thức ăn cho bọn mình để mà sau tiếp tế cho bọn mình. Nhưng mà khá là đen, mình vừa xuống hang bị con rắn nhìn nó quất độc phát còn đúng nửa máu và còn không có thức ăn nữa, cho nên mình phải đào khoáng sản cho tình trạng máu không có đầy, thực sự rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà trong lúc bọn mình đào khoáng sản thì bọn mình kiểu tận hưởng cái khung chat ấy. Ôi giời ơi. Tính ra bên kia 4 người chết hết, đủ 4 người luôn rồi. Rồi, xong team kia đồ sát nhau luôn, trời ơi. Xuống đến một lúc thì mình có làm thêm được một vài công cụ mới và còn đào được cả kim cương nữa. Nhưng mà đồng đội mình chỉ như cức á. Diamond. Ôi, nó tìm được kim cương rồi á. Ghê vậy, có con gì ấy? Có con rán này. Ê, tôi bắt về cho ông nhá, kìa. Nào, làm người ai làm thế, mày khóc thét đó trời. Tôi dẹp nghỉ chơi luôn á. Con rán nó không tấn công đâu mà, rán đang yêu mà trời. Cứ nó bay đủ buồn nôn rồi chứ nếu mà tấn công. Mà không hiểu thằng nào nó tung tin đồn là mình sợ rán nên đồng đội cứ ngồi khịa đào khoáng sản mà tức á. Mình bực mình muốn đổi team luôn á. Nhưng mà team kia kiểu... Ôi còn team mình thì lại kiểu... Không có giỡn nghe. Em giỡn trước nha, em chém trước nha. Thằng nào chém thằng nào trước, hồi tôi chơi ông đây luôn giờ. Mà... đồng đội. Cái đồng đội chán chưa? Khởi đầu bọn mình còn chưa gắn kết và chưa hiểu ý nhau lắm. Kêu Hoàng với Kuro đi kiếm thức ăn để xong tiếp tế cho mình với Kendrick. Thì hai ông mới cãi nhau xong hai ông mới rủ nhau đi Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn rồi. Thế nên mình phải làm một bộ giáp để mình lên mình tự kiếm thức ăn chứ hiện tại ở dưới đấy quá là nguy hiểm. Còn có tí máu nữa, mà trong đấy còn có mấy con rắn nữa. Nhiều khi gặp mấy con rắn nó phụt phát mình chết luôn đó chứ đùa. Mình lên trên thì gặp một cái túp lều ở ngoài thì có mỗi anh kiểu phê pha quá đà hay sao ấy, trông ảo thực sự. Giữa trời mưa ban đêm ngồi thổi kèn sáo kiểu quỷ. Khai màu, số đá còn lại mày giấu ở đâu? Hả? Số đá còn lại giấu ở đâu? Thử xong đám này thì mình quyết định đi kiếm thức ăn và mình có một khởi đầu khá thuận lợi. Đây có thức ăn này chắc khỏi cần tự sát đi. Ông ăn thịt mấy thằng đấy? Không, tôi ăn thịt cá. Gì ba? Gì mà ăn thịt mấy thằng đấy trời? Okay, gì đấy. Trời? Mình còn nhận ra là vị thần của mình có khả năng phụt lửa nữa. Ôi trời ơi, gãy ngứa cho zombie, ôi trời ơi. Tôi đang ở... Ôi con người bò nó đánh... À mày... Yêu, con này yêu, Thằng bắt con này, được da bò này. Cái người bò da bò á. Nghe kiểu phi logic nhưng mà cực kỳ thuyết phục á. Và mới lên mặt đất, mình đi quanh quanh cũng gặp khá nhiều thứ hay ho. Ê, chở bạn đi. Ui, trong này có thằng dũng sĩ á, mình cướp... mình cướp được cái khiên của nó. Mình cướp được khiên với kiếm của nó. Ừ, mình đào được. Ui, mấy ông kia kiểu chạy nhanh với cả bay các kiểu, mình không có theo kịp cho nên mình quyết định mình đi lẻ một mình đi. Hiện tại đồ mình cũng có và thức ăn mình cũng không thiếu nữa. Và sau đấy mình gặp được một ngôi nhà và trên map còn có một vài ngôi đền, trong đấy có một vài quả táo vàng thì mình cũng cố gắng mình lộn để mà làm thức ăn. Còn trong nhà này thì cũng không có gì quá xịn cả, đồ cũng khá là bình thường thôi. Ôi, tôi lộn được cái quyển sách Power 4 nữa này, siêu chót này. Ngồi nghiên cứu một lúc thì mình nhận ra cái tượng mà kiếm có thể ghép lại thành tượng của một vị thần. Và vị thần này khi mà chuột phải vô thì sẽ ban phước cho mình. Còn đây là tượng của thần Ares, khá là ngon luôn. Sau đấy thì mình nung đồ, và quá hiểu sao mới tự nhiên mình nung chung với Kendrick nữa. Mình nung một hồi thì sau mình quay lại còn đúng cái nịt. Thế là mình quá dỗi luôn, mình qua khám phá cái tháp bên cạnh đấy. Cái tòa tháp này tầng 1 không có gì, còn tầng 2 trở lên thì có những cái lồng spawn quái, có một vài con nhện, con xương và có những cái dương nữa. Và đang khám phá thì không biết Hoàng bị cái gì làm khó chịu mà... Ui dồi. Yeah. Và mình cứ tưởng là mấy ông kia biết bay thì mấy ông sẽ kiểu bá chủ thế giới đây cơ, nhưng mà không. Các bạn coi này. Ông có đang ở trong cái nhà không để tôi bay vào? Có, tôi đánh lên tầng cao nhất này. Ông bay được á? What? Ghê vậy? Ui, trên này còn mấy cái lồng skeleton nữa, ông đập giùm tôi đi. Chờ tí, tôi đang hết máu á. Nó, này tôi đập không được, tôi có mẹo. Nào, thế thôi để tôi đập cho, không chết bây giờ. Không phải. Đang đứng lên nó bắn phát rơi từ trên đỉnh tháp xuống á. Trên này có mấy cục xương này.
Vào trong một cái dương, may mắn mình tìm được một quả trứng rồng Aether luôn. Cứu cứu cứu, con tiên nhỏ, tôi chạy đây. Tôi gần hết máu rồi. Mày bắt được fuck, ôi giời ơi. Thần Kendrick, ôi giời ơi, vị thần gì đây. Ông nhặt, ôi chết rồi, ai. Trông nó có chén chứ. Thực sự mình khá là xấu ấy, tại sao mình không được chạy nhanh với cả bay ấy, để mình đi khám phá cho dễ. Ngoài cái tính năng biến từ ngôi nhà thành lửa chuối, nó cũng chả có tính năng gì luôn á. Và thực sự luôn, mình tin tưởng đội của mình 100% luôn á. Kendrick bảo ném cho mình 4 cục màu tím để ông ấy đổi máu cho mình, thì mình cũng tin tưởng mình ném ra. Xong ông ấy đặt ra một cái tượng và đúng là như vậy, chuột phải vô có thể đổi được máu. Nhưng mà 4 cái cục của mình đưa cho ông ấy thì còn đúng cái nịt. Đồng đội đỉnh quá mà. Không lừa tôi, không lấy 4 đấy thôi thì có. Cái gì trời. Ôi. Tôi bảo để tôi có được không. Ôi. Để tôi quăng ông á. Thôi không nghe. Không nghe những lời xảo trá. Thế là sau đấy mình cố gắng lụm xung quanh đó một vài quả táo vạn. À không, mất tiêu rồi. Và mình còn đánh thêm một vài con rắn nữa. Con rắn này ban đầu game hành mình này mình cũng trả thù thành công rồi. Và mình còn giết con ngựa kỳ lân gì đấy nữa, một sừng á, nó rớt ra cái sừng nhưng mà chả biết để làm gì cả. Và đêm hôm đấy thì team mình bây giờ mới được tụ họp này, mình up một trứng rồng ở ven sông và bắt đầu team mình giao lưu với nhau một chút. Ôi, cho tôi test ra một cái cung này cái. Úi giời ơi. Nếu như vậy chẳng chết mẹ ơi. Nửa máu kìa em... Và ở đây mình cũng tìm ra được sức mạnh thực sự của mình, đó chính là kháng lửa. Còn riêng quả cầu lửa miễn phí thì... Nửa tim. Má, lửa chùa yếu quá. Sáng hôm sau lúc trứng rồng gần nửa thì mình có sửa lại khu này. Và trong lúc đấy mình sửa nước tràn vào ấy, thì nó lại đổi hệ thêm một lần nữa. Cứ đổi qua đổi lại một hồi thì cuối cùng muốn hở nguyên ra con rồng nước các bạn. Mình nghĩ cũng hay ho ấy. Thần lửa mà cưỡi rồng nước thì không biết nó sẽ như nào ấy. Nhưng mà kệ đi, có rồng mà được rồi. Nhưng mà con này nhìn cứ đần đần kiểu quái nữa. Ê đâu có đồ, tôi mang yên không có ship yên. Đọc cái ship rồi, con này không cưỡi được à? Lớn nó mới cưỡi được. Được không tác dụng mới luôn đó trời. Được mỗi cute luôn đó trời. Ship nó lại đây đây. Rồi mày là rồng với mày là mèo đấy con. Rồi mày có thể tác dụng gì đây. Thậm chí nó còn không đi theo tôi luôn á. Ngay sau khi con rồng của mình nở thì Kuro có phát hiện ra vị trí của team bạn. Bọn mình cũng muốn qua thăm hỏi một tí. Ờ kìa, sao cứ rúc đổ vào tường xong mất máu hài vậy con. Ôi trời ơi. Cuối cùng bọn mình cũng tìm ra được căn cứ của team bạn. Đến đây thì bọn mình thấy team bạn vừa chui vào cổng địa ngục luôn. Bọn mình định làm một cái bẫy ở cổng địa ngục ấy. Tuy nhiên thì bị Songfit phát hiện cho nên là quyết định bịt đầu mối luôn. Zed. Lúc ui emerald sắt này, kiếm kim cương này. Vàng. Ui có cái ông này nói. Thức ăn này. Aha, cái mình để 6. Chơi. Z. Trong cuộc chiến này chỉ có tín NT là thoát được thôi. Tuy nhiên thì Monster với cẩu lúc đấy do họ bị lag, cho nên là bọn mình quyết định trả lại đồ cho hai người đấy fair play. Còn riêng đồ của Songfit thì còn cái nịt. Trong thời gian chờ đợi con rồng nó lớn mà có thể cưỡi và bay được thì mình quyết định đi khám phá khu mỏ để kiếm thêm những cái cục màu tím để sau này đổi thêm nhiều máu hơn á. Ui rồng tôi nó cả con Creeper này ghê à. Và cuối cùng con rồng của mình cũng lớn và có thể bay được rồi. Thế là mình đã có thể đi khám phá những cái nơi xa hơn một cách nhanh chóng hơn. Ban đầu thì mình khám phá những cái khu xung quanh thì cũng khá là nghèo thôi, toàn thức ăn thôi, nhưng mà không sao cả, đúng thứ mình cần luôn á. Gặp những cái đền thờ mặc dù không hiểu rõ sức mạnh lắm nhưng mà mình vẫn lấy những cái tượng này, sau đó mình chế tạo ra một cái tượng thần và mình bấm chuột phải vô. Mình không biết là do cái này là do cái gì nhưng mà nó có tăng level á. Hiện tại mình đã 72/10 rồi này. Tiếp tục khám phá thì mình gặp được một cái hang nhện ở bên ngoài như trắng xóa, ở trong có một con boss nhện thì khá là ghê, nhưng mà con này nó đần độn kiểu gì á, kiểu nó tự nhốt nó ấy, nó không làm gì được mình cũng dễ dàng hạ gục được nó. Nửa người nửa nhện đúng không ạ, tên là Akaren gì á, Trong cái hang này thì có hai cái lồng spawn, đập những lồng spawn này là những spirit orb, còn những cái còn lại thì khá là cùi, mình cũng không muốn nhắc đến nữa. Và mình còn lụm được một cái kén nhện, chuột phải ra nó ra mới con nhện con, nhưng mà chả biết để làm gì nữa. Tiếp tục chuyến hành trình, con rồng của mình vô tình cào được một con gì đấy và rơi ra một cái sở chỉ đang cháy. Cái này có thể làm được đinh ba hoặc là cung lửa. Mình thấy thêm một ngôi nhà nhìn bên ngoài rất là đẹp và đồ sộ luôn, đi ở bên trong thì ôi trời ơi nghèo. Mình nhận ra bài học là những cái gì đẹp toàn là nghèo không à. Mình thấy được một vài cái làng, đồ trong làng thì cũng không có gì lấy ngoài thức ăn đấy đó. Nhưng mà ở đây may mắn mình thấy được một cái tượng đổi máu. Lần này mình sẽ không phải nhớ Kendrick đổi máu dùm nữa, mắc công ổng lừa mình nữa. Mấy ông kia kể ra chiến thuật là vào đào Netherite là ra là vỗ mình ấy, nhưng mà không lường trước được á. Không lường trước được cái vụ bị Creeper nổ. Và thực sự cho những cái lúc khám phá mình ngồi nghe câu chuyện của đồng đội mình, nghe nó kiểu chuyện lạ Việt Nam, mình nghe chối thực sự. Nào là bạn Kai Z bị chết bởi hiệu ứng con bò này. Bò có hiệu ứng. Hiệu ứng con bò. Nghe ngu ấy. Người ta nghe cái chết kiểu sang chảnh ấy, mình làm quả cái chết lãng xẹt. Chết bởi hiệu ứng con bò. Sau đấy cuối cùng mình cũng gặp kỳ phùng địch thủ của mình. Mình gặp một cái hang mình định khám phá và... Ui, một khu mỏ bỏ hoang không ạ, nhưng mà... Ui, con rắn. Tôi phải lấy gì? Tôi bắt rắn rồi, tôi trêu ông ấy được. Rồng ơi, rồng giết cho tao con rắn đi, rồng ơi, tao xin mày. Đánh nó em. Ê ạ. Đánh nó đi rồng, rồng ơi. Ừ, cạp đầu nó, đúng rồi, cạp đầu nó. Gì đấy, thịt rắn này. Ui, cái đầu nó mất nhiều máu á.
Kenzie PD. Ủa cái này làm được cái quần ạ. Thì ra gọi làm được cái quần á. Công may là con rồng nó cào con rán dùm mình. Và mình thấy mới công thức quần mới. Cái quần này có thể trèo tường được luôn á. Mình định làm ấy. Nhưng mà thôi nghĩ đến cảnh phải đi bắt rán thì thôi. Ủa làm cái quần này là trèo được tường á. Nghe kiểu siêu trộm á. Quả này còn trèo được tường thì thôi. Thời làm giàu rồi. Thế thì đi kiếm thêm rán nhưng mà sợ lắm. Sau khi sức mạnh thần Ares của mình được nâng lên level 1, 112/40 á, mình cứ phi thử quả cầu lửa, mình tưởng nó sẽ tăng đam thôi nhưng mà không, thế vẫn thế. Và sau đấy mình gặp được một cái thành. Ở nơi này thì nó cũng không có gì đặc sắc hết á, mà có một cái cầu thang dẫn hẳn xuống lòng đất. Và dưới này như một cái nhà tù mà nó rất là nhiều tầng. Ở đây có rất nhiều lồng spawn. Nhưng mà thực sự mình rất là thích á. Trong ngày mốt này lồng spawn có thể tăng được máu á. Ui ôi. Gì vậy? Cái gì đây? Không quan tâm như con quái, mình chỉ quan tâm những cái lồng spawn ở đây thôi. Làm cho mình rất là nhiều máu. Và mình tăng máu từ từ lên. Ui, tôi thêm 6 tim nữa rồi. Hình như tối đa là 20 tim đúng không? Và thề luôn, mình lại gặp con rán ở đây. Mình mải chạy con rán, mình cắm đầu chạy thì lao thẳng vào cái hang của Creeper luôn. Thế thôi, xin vĩnh biệt cụ. Nhưng mà chả sao cả, sau đấy mình đi bộ ra chỗ mình chết cách có 2000 block chứ nhiều. Ừ, có 2000 block đấy các bạn. Và trên đường đi mình cố gắng lộn thêm đồ và mình cứ thế hành nghề thôi cho đến khi mình tìm lại được xác của mình á, thì thậm chí mình còn kiếm được thêm tận 4 cái tượng và thêm 3 cục kim cương nữa. Ôi trời ơi. Và mình tiếp tục khám phá khu này. Ơ, trong này có sẵn một cái bàn phù phép luôn này. Ngon nhỉ. Không cần chế tạo luôn này. Thấy Guru đây rồi. Ui, có sẵn cái dương Ender chest này. Ui, sàn nhà làm từ ngọc lũ bảo ạ. Thôi sao. Giờ mới biết ạ. Oh my god. Và trong này thực sự rất là nguy hiểm á. Ngoài những lồng spawn quái vật ra và những con quái rất là mạnh, thì ở dưới này còn có những cái bẫy nữa. Tác dụng gì không phải không? Đậu xanh biết ngay. Quên, đây là bẫy. Ui ôi. Được rồi. Ui, trong này nhiều bẫy lắm. Nhưng mà nói gì thì nói, đối với người khác nhiều lồng spawn là nguy hiểm, còn đối với mình nhiều lồng spawn là nhiều máu các bạn. Mình cố gắng đập rất là nhiều lồng spawn ở đây. Những con quái vật cố gắng ngăn cản mình cũng chả làm gì cả. Mình còn lụm rất là nhiều đồ ở đây, thậm chí là cả trứng rồng nữa. Và mình đang có rất là nhiều máu và mình vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ đập thêm những cái lồng spawn. Càng xuống dưới thì quái vật càng mạnh đấy. Bắt đầu có những con quái vật kiểu mặc giáp sắt, nhìn chan phù phép các kiểu ở đấy. Nhưng mà không sao cả, mình vẫn không sợ. Mình sắp tới đây á. Tí, cái không có cục kim cương nào á. Ôi dồi, uống cái thuốc này vào chạy như con điên á. Cái này trộm cướp thằng nào chịu nổi trời. Mày không? Trời. Mày không? Thanh máu của tôi nó dài quá. Mình khá tò mò xem thanh máu của mình tối đa là bao nhiêu thì đủ á. Thì mình cố gắng đào rất là nhiều lồng spawn ở đây để mà thêm máu. Nói chung là càng nhiều máu thì càng tốt. Mình tưởng là máu vô hạn thì mình sẽ kiểu bất tử cơ. Nhưng mà không, nó có giới hạn thôi. Mình đào mãi thì mình cũng đủ để mình nâng cấp lên 30 máu. Và kể ra mình cũng khá là nguy hiểm. Mới càng xuống dưới càng gặp nhiều con quái kiểu xịn xò con bò luôn. Ôi rồi ôi, vừa lũ rồi kia thì lại có thêm một lũ mới đến. Còn fan này mình sẽ để đây và không nói gì. Tự nhiên Hoàng Kai Z bị chết trong lava, mình lỡ cười một phát thôi mà quả báo đến nhanh quá. Rồi mất hết. Hay quá Hoàng ơi. Không phải. Mẹ xui. Kìa. Cũng may là trước đấy mình đã có một linh cảm chẳng lành. Mình đang ngủ ở đây để lưu để hồi sinh. Và mình chỉ cần đi tầm chục bước thôi là mình có thể lộn lại cái xác của mình rồi. Nói chung là không mất cái gì cả. Và mình tiếp tục loot ở đây. Loot rất là nhiều. Đồ ở đây thì cảm giác khá là xịn ấy. Đấy như là mỗi đĩa ngủ của trên Overworld ấy. Đồ nó gọi là cực kỳ giàu luôn. Mình cứ lộn, nhắm mắt lộn bừa thôi các bạn. Giàu ứ chịu được. Nhưng mà sau đấy khi mình đang khám phá, mình bắt đầu cảm giác chả lành một tí nào cả. Mình gặp một vài con quái nó kiểu bất tử ấy. Mình chém hoài nó không có chết. Chán là một chém nó luôn. Chém gãy kiếm kim cương không chết này không? Anh quá. Ôi con Robin nó bút bẩn ghê quá. Âm nghìn tư với trừ 550. Ủa trừ 150. Quay lại gần điểm xa xa đi. Bây biết nhà địch không? Và nói chung mình phải dành rất nhiều thời gian ở đây để tấn công với bọn quái này. Đám này quá là mạnh luôn á. Nhưng mà cũng may mình là thần lửa, mình có thể dùng xô lava để mình đốt bọn nó. Xong mình đứng ở trong mình chém ra ngoài thì mình cũng khá là an toàn. Đập rất là nhiều lồng thì cuối cùng mình cũng full được 30 máu trong game này rồi. Mình lộn thêm một cái giày này kiểu bút bẩn hay sao ấy, khiến mình chạy cực kỳ nhanh luôn. Mình không biết là có nhanh bằng thần chạy nhanh không nữa, nhưng mà thực sự rất là nhanh luôn á. Thế là với chiếc giày chạy nhanh này mình đã lốt đồ ở đây cực kỳ là dễ dàng luôn. Cái đám quái ở đây kiểu không thể nào chống cự lại được mình nữa ấy. Và game nó cũng nhận ra điều đấy, nó cảm giác là mình bút bẩn hơi quá đà rồi. Thế là sau một hồi mình ngồi kiếm đồ thì thôi, văng game và tất cả những cái đồ phù phép của mình biến mất không một lời giải thích luôn các bạn. Chịu hẳn á. Sao đến game rồi? Sập Scarlet.
Và lại game thì mình dùng cái Spirit Orb để mình nâng cái dòng dưới, như là dòng mana hay gì mình cũng không rõ nữa. Và mình nâng full lên thì cho mình một cái thành tựu rất là ngầu lòi luôn. Nhưng mà mình cũng chả biết làm gì cả, nhưng mà kệ đi. Sau đấy mình tiếp tục đi thì mình gặp được một cái tòa thành siêu to khổng lồ luôn, nhìn đồ sộ thực sự luôn. Và quái trong đấy khá là mạnh luôn, là một con skeleton cưỡi một con phantom cực kỳ là ghê luôn. Chán nhưng mà nói luôn. Úi dồi ôi, ta leo cả 100 block, 200 block lên đây chỉ lụ mấy cục vàng thôi à, trời ơi, khốn nạn. Trên đỉnh cái tháp ấy là mấy cục vàng đúng không? Úi dồi ôi, con lại bơi bố, trời ơi. Lần sau nghèo thì xuống cấp thấp mà sống dùng rồi. Con đã nghèo rồi còn lên cao gì vậy. Đi một đoạn nữa thì mình gặp một cái kinh khí cầu, mình cứ tưởng trên này có cánh cứng cơ, cho nên mình vào mình kiếm. Nhưng mà chả có cái gì cả, có một vài anh em siêu nhân hội tụ trong này này, siêu nhân vàng các kiểu. Ú, có đá đỏ luôn ghê. Siêu nhân vàng. Ôi dồi ôi, siêu nhân vàng. Thì mình cũng cố gắng lụm nốt chút đồ, chả cần biết mạnh hay yếu, nhưng mà đã đến rồi thì phải lốt rồi các bạn. Và mình cố gắng đập lồng spawn và chiến đấu cái đám này. Thực sự bọn này cũng khá là mạnh ấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Xong đêm hôm đấy mình đợi Kendrick đến lấy bản phù phép, nhưng mà lâu quá thì cho nên mình quyết định để lại vào Dương và mình tiếp tục đi khám phá tiếp cho Kendrick đến lấy. Tiếp tục đi thì mình gặp một cái nhà của bác thợ rèn, mình chả biết tại sao nữa, cái đe thì rót là nhiều, mình cứ tưởng là chủ nhà phải xịn xò lắm cơ, nhưng mà không. Ui, nhà này phải tầm chục cái đe á trời, nhiều đe vậy. Ui dồi ôi, bác ơi, nhà bác nhiều đe vậy, mà sao bác lại thất nghiệp? Ủa, nhà có rất nhiều đe nha, nhưng mà ông này lại thất nghiệp ạ. Ảo mã Lazada Shizuka Nobita. Không, hoặc có thể là mình đã sai các bạn. Mình trèo lên tầng 2 thì mình lụm được 3 cục Netherite trên này luôn. Úi dồi, xin lỗi bác vì đang nói xấu bác nha. Hi, bác tuyệt vời bác, 10 điểm bác rất là. Ui, xin lỗi bác nha, nhà bác có Netherite mà cháu không biết. Trời ơi, lỡ mồm chị bác mà bác cho 3 cục Netherite chút nữa nhô. Ờ kìa, lỡ mồm chê bác có tí mà bác thả một đống zombie ra đông đấy. Ghét chưa. Cuối cùng mình cũng nâng được cái thần Ares của mình lên level 2. Mình tiếp tục đi khám phá và gặp một cái nhà nấm nhìn siêu đẹp luôn. Và mình đã biết cách để mà dùng sức mạnh của thần lửa để mà cướp bóc một cách dễ dàng hơn mà chủ nhà bất lực luôn á. Hả? 50737. Uầy, được luôn. Hiểu quá kìa ngữ. Trời ơi, làm cho mình tráng xong nghèo như cức. Nghèo như cức, như cức. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch nghèo. Mình gặp một cái núi và ở trên này có những người khổng lồ. Thì mình cũng giao lưu võ thuật cái đám này luôn. Ui dồi, bọn người khổng lồ cấm quả vũ khí như chùy nhìn căng phết không ạ. Ui dồi. Rớt đầu luôn này. Oh my god. Ui, giết một con này rớt đầu này. Ủa, dưới con này rớt mấy cái đầu làm gì đây? Không đội được luôn, không có tác dụng gì luôn. Lúc này trong lúc mình đang khám phá thì Kuro đang ngành ngạ team bạn hay sao ấy, khá là tội team bạn. Kuro kiểu có một cái chạy nhanh ấy, với cả ông kiếm đồ cũng rất là ổn á, cho nên là ông đi hành hạ team bạn với đó trông cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ, mình cứ hành nghề của mình thôi. Và một lúc sau thì bé yêu của Kuro gặp nạn ấy, cho nên là Kuro phải quay trở về để giúp đỡ bé yêu của mình. Kuro cứu bé, Kuro cứu bé. Cứu bé, nghe đáng yêu ấy. Kuro ơi, Kuro ở cứu bé. Không tính đâu. Chỉ lên 82 âm 300. Kinh quá, cứu bé, cứu bé. Trên đường đi mình lại gặp thêm một cái tòa thành nữa. Tòa này là của cái đám cực kỳ ghê nhá, toàn đồ kim cương và rất là đông luôn. Nhưng mà với cái tốc độ trộm cướp của mình bây giờ kiểu thành thạo rồi ấy. Mình phi thẳng xuống mình lấy mà xong mình chạy đi trước sự ngơ ngàng của chủ nhà luôn á. Âm 28 38. Giờ đến chỗ con rồng này bị gì ấy, phế ấy. Thấy rồi. Ủa làm gì ấy? Đấy, sao ở trong cái này? Con rồng này bạn đang hoàng này. Ngu à? Hết máu mà cứ thích la vô đánh. Mình gặp một cái làng trong này có rất nhiều cái tượng để đổi máu luôn. Còn có cái tượng để đổi ngược lại từ máu thành hoặc lục bảo luôn á. Thì mình cũng cố gắng mình lộn luôn. Có cái đổi ngược, cái này giúp mình đổi từ tim sang ngọc lục bảo. Và mình đang miệt mài nghiên cứu để cuối cùng mình nhận ra là bạn KZ đang ở cạnh mình. Nhưng mà cảm giác không được vui cho lắm. Em xem là cái quái. Thôi con gọng đi. Gì vậy Hoàng? Gọng. Sao chết ở đây? Ôi, đây là cái bẫy gồng nhảy xuống nè, trời trời. Tiếp tục thì mình quyết định đánh nhau một con boss tên là Nemalion, là một con sư tử thần hay sao ấy. Và giết con này thì mình lấy được một món thần khí, đó chính là cái mũ của nó. Và con này thực sự rất là mạnh luôn. Sao cái con nào nó cũng kháng lửa vậy? Rồi tôi cảm giác tôi bị phế à mấy ông? Tôi là thần lửa mà cái con quái của mẹ nào nó cũng kháng lửa này sao chơi? Con này kháng nước không? Ui, tôi cưỡi con này rồi này. Con này nó kháng mũi tên, kháng lửa, nói chung là kháng hết ấy, kháng cái knockback ấy, nhưng mà không sao, cả đầu mình khá là mạnh. Mình quyết định solo 1-1 với nó luôn, chứ không có dùng bẫy gì hết á. Và giết con này thì giờ được cái mũ như mình đã nói. Cái mũ này cũng kháng mũi tên luôn, nói chung là mạnh hơn Netherite á. Mình nghiên cứu ra được một loại vũ khí kiểu như sấm sét ấy, khiến mình có thể có sức mạnh của thần sấm, mình có thể tạo ra sấm sét luôn.
Ủa sẽ đánh kiểu đánh của ai vậy? Tôi. Tôi tạo được cái thần sấm rồi. Giờ tôi lấy sấm tôi quýnh thần sấm luôn á. Ông lại đánh rồi à? Ông à? Gặp một cái hồ lava thì đến tận bây giờ mình mới mò sang địa ngục. Mấy ông kia mò sang từ lâu rồi nhưng mình không có thích. Và phải nói mình rất là hên luôn sang thì... Tôi lại bay vào thẳng cái fortress này. Bây giờ ấy mà gắn tao kháng lửa, đâu? Tao là thần lửa khỏi cân phụt. Khổ, phụt có mất máu đâu. Anh có kéo cái cửa đi không nhở? Giờ mình mới nhớ ra là địa ngục là ngôi nhà của mình. Cái mình kháng lửa, mình xuống đây mình không có sợ gì hết á. Mấy con quái sẽ này thực sự rất là yếu luôn. Nham thạch, dung nham ở dưới thì mình cũng không có sợ gì luôn á. Thế là mình quyết định nổi giường để đi kiếm một chút netherite. Ui, tôi gặp lồng spawn heo này mấy ông. Lồng spawn với con heo cầm kiếm ở địa ngục này. Có luôn á? Có. Thôi làm đi. Oh my god. Kiếm được cũng khá là netherite. Thì mình quyết định đi kiếm con quỷ lửa để mà mình farm. Mình là thật kháng lửa ấy. Cho nên là mấy con này nó cũng chẳng làm gì của mình hết á. Mình farm được khá là nhiều. Xong đấy mình quyết định làm ngọc để đi kiếm stronghold luôn. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để mình kiếm được cái stronghold. Sau khi loot hết cái thư viện này xong thì mình cũng lấy một ít sách mà mình khoa thẳng bên DN luôn. Abolo là thần mặt trời à? Abolo là cái thằng Bảo Tín đấy. Bảo Tín đổi cho. Bọn mình hẹn nhau ngày 100 mình qua đây để đánh rồng. Mình qua trước để mình làm farm enderman để mình kiếm kinh nghiệm thôi. Chứ thực ra mình không có giết rồng ấy. Mình không được phép giết rồng ở đây. Giờ mình mà giết là team mình bị xử thua ấy. Mình chạy qua bên kia để team bạn không biết. Và mình quyết định xây một cái farm enderman đây cho nguyên team mình farm luôn. Mình có nhờ Hoàng kiếm block để mình xây á. Nhưng mà không, Hoàng mang block qua khá là chậm. Cho nên mình phải dùng waystone để mình qua bên địa ngục. Thì mình đào thêm block để mình tự xây luôn á. Rồng ơi lớn nhanh đi nào, mình cùng nhau bay cao. Nhờ nó xong nó ngồi nó hát thì các bạn chung nó chán chưa. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để mình xây xong một cái máy farm enderman ở bên này. Và xong cả team mình qua farm luôn. Ôi trời ơi nó nghèo đi, nghĩ vẫn không phải dùng quặng để mà xây farm nữa, các bạn cũng hiểu rồi đấy. Trông nó chán chưa. Và cuối cùng farm enderman của mình cũng đã hoàn thành. Thì team mình cũng bắt đầu kéo qua đây để farm kinh nghiệm để phù phép đồ. Bọn mình cũng dành khá thời gian đấy để mà enchant các kiểu ấy. Để sau này còn combat với team kia nữa. Và ở đây mình với đồng đội mình cũng bắt đầu chia đồ cho nhau. Đấy mình kiếm được khá nhiều những cái spirit orb để mà tăng máu ấy. 51 cùng này là cũng tăng được mười mấy team này. Và cũng ở đây mình đã phù phép lên một cái kiếm. Ôi giời ơi luôn, sau khi phù phép một đống vào thì mình quyết định nâng cấp nó lên netherite. Quăng ngay xem thử cho nó như thế nào đó. Xem cứ xem mà. Đây. Ui. What the fuck. Thật à? Má cho mượn chém thử anh à. Và sau đấy mình lại nâng cấp thêm một cây cúp xịn xò nữa lên netherite để mình quyết định đi kiếm thêm netherite cho đồng đội. Lần này mình sẽ cố gắng đào thật nhiều để mà dư ra để mà chia cho đồng đội nữa. Hiện tại cái máy farm kinh nghiệm thì mình đang nhường cho mấy ông kia ấy, chứ đông người farm quá thì thực sự phù phép đồ nó cũng rất là lâu luôn. Ôi trời ơi. Để khỏi vụ nộ 4, bọc. Cô lên bao nhiêu cô? Đâu lai luôn á. Kiểu không còn sống gì nữa. Má đúng rồi, có thể đần độn à. Mình dùng cổng địa ngục để về nhà thì rất là may mắn mình bay thẳng vào trong một cái làng luôn. Và bên cạnh cái làng đấy còn có một cái công trình mới, đó chính là một công trình 34. Mình cố gắng leo lên để mình lượm đồ. Trong này có rất là nhiều con quái mạnh, nó cũng có lồng spawn luôn. Thể lỡ có phải đây không? Ui. Thôi, mày ngầu ấy. Ôi, ấy, biết ngay mà giấu làm sao được. Trong này lúc nào không giấu một cái dương luôn á. Netherite luôn, ôi trời. Chủ nhà là cố gắng giấu nhưng mà không được các bạn. Trong này có cực kỳ nhiều netherite và kim cương luôn. Và thế là mình cố gắng vơ vét cái chỗ này. Và thực sự rất là nhiều đồ xịn và đồ netherite và kim cương luôn á. Rất nhiều luôn. Ui, cảm giác nãy giờ mình đào dưới địa ngục là phí thời gian ấy. Đây này, mình lên nóc nhà mình đào bờ một chút. Mình đào thẳng xuống một lúc lại thấy thêm netherite nữa. Ảo thực sự, pha này đúng kiểu trùng hợp với mình đào kiểu may mắn lắm ấy. Mình đào xuống thì mình khám phá ai người đào ra netherite luôn ạ. Ôi trời ơi, ảo lòi. Trông nó sướng chưa. Và trong này còn rất nhiều block kim cương nữa. Mình chặn cửa, mình trộm về chủ nhà đúng kiểu bất lực ấy. Cố gắng ngăn cản mình lắm nhưng mà đâu có được. Ấp ỉa lên con đầu mày có ai đánh xét vậy? Thôi, mày kiếm một thôi á. Và thế là sau một hồi mình ở đây thì cái chỗ này, nguyên cái khu này cũng còn đúng cái nịt. Mình đã quên quay một cái đoạn là mình bị con Hydra cắn chết một con rồng của mình, thực sự rất là cay ấy. Cho nên bây giờ mình đi giải quyết, mình trả thù. Và không hiểu sao bây giờ con này nó khá là yếu luôn á. Mình chém một vài phát thì nó cũng lăn đùng ra nó chết rồi. Dây con này nó cũng rơi ra một cái món thần khí gì đấy là một cái thương ấy. Nhưng mà mình thấy nó khá là yếu, cũng không có mạnh đâu. Sau đấy mình đi kiếm một con dân làng, mình nhốt nó xuống và mình cố gắng kiếm sách mending, sách sửa chữa ấy, để mình phù phép với cả chia cho đồng đội của mình nữa. Ngọc Lộc bảo đấy, sau những cái vụ cướp box này mình cũng có rất là nhiều, mình cũng đổi được khá sách sửa chữa ở đây. Và sau đấy mình lại qua bên DN để mình farm thêm kinh nghiệm và mình ép thêm cái đồ netherite của mình lên nữa. Và hiện tại đồ mình cũng rất là mạnh. Ở đâu? Đây vứt lại anh nhặt lại này.
Đây đây. Ngon. Số còn lại thì mình đem trên sự đồng đội của mình, nói chung mình đá cũng được khá khá netrai ấy. Netrai mình dư khá là nhiều, mình giống cũng không có hết. Xong việc thì mình qua bên kia mình ghẹo con rồng để lấy thêm nước bọt, mình sẽ chế thêm thuốc ấy. Đây là lần đầu tiên mình chơi hỗn chiến, mình không biết mấy ông kia như nào cả, cho nên mình cứ ngồi mình cày đồ thôi. Mình không biết mình phải làm gì hết á. Và xong đấy thì mình cũng bấm hai quả trứng của mình ở dưới này và biến thành rồng Ender luôn. Mấy ngày sau thì mình cũng chán, mình chả có gì làm á, mình cứ đi quanh quanh thôi, xong gặp mấy con boss thì mình cũng táng mà nó phát cho đỡ ngứa mắt ấy. Xong thì mình cũng mặc kệ mấy con rồng ngu thôi, nó cứ tự chui đầu vào tường nó chết mình chả quan tâm nữa, mình ngồi mình chế thuốc. Nó biết chụp con á. Ê, cần dầu không? Đầy dầu này. Thấy ngọt. Loại thuốc đầu tiên được mình chế đó chính là loại thuốc sát thương tức thì 2, và lấy hơi thở của rồng vào xong mình tẩm vào mũi tên. Mình sẽ làm ra một loại mũi tên sát thương tức thì 2, bắn cực kỳ đau luôn á. Và xong thì mình còn làm thêm rất nhiều những loại thuốc khác nhưng mà nó lằng nhằng quá, mình không tiện nói ra nói. Các bạn hiểu rồi sẽ nghe thấy nó chán, còn những bạn chưa hiểu thì nó y như kiến thức hóa lớp 8 ấy. Mình nói các bạn chỉ đau đầu thêm thôi. Thôi kệ đi. Sau khi chế cũng khá là nhiều thuốc ấy thì mình quyết định qua đây mình đặt hết những cái tượng ra để tăng sức mạnh. Nhưng mà mình không hiểu sao mình đặt thêm cái tượng này ra thì nó bị giảm sức mạnh hay sao ấy. Nói chung mấy cái này mình cũng chả hiểu gì hết á. Đặt một hồi nó tụt bố về level 0 luôn. 43/110. Xong mình lại chán chả có gì làm, mình lại đi loanh quanh thì gặp mấy ông kia bảo là đang bắt nạt monster ấy, thì mình cũng qua mình góp vui một tí. Qua thì thấy mấy ông bắt nạt monster đúng kiểu ác luôn á, thì mình góp vui thấy ông chạy qua mình táng phát thì ông cũng đi luôn. Ừ không, nó lòng bảo vệ rồi bắt vào nó đi ra mà sao làm cái chết mất tiêu vậy. Xong đấy mình ngồi test đam thì cái mũi tên của mình cực kỳ nhiều đam luôn, 28 máu ở Kendrick còn có 4 máu á, nhưng mà cái mũ hổ thì nó lại kháng mũi tên cho nên là mình cảm giác cái mũi tên này khá là phế. Ờ cái mũ này là bắn cung không trúng á. Ờ cái mũ của monster có hả ba? Thì tự chém ông ấy nha kia. Monster có quần ne thrit bảo vệ 4. Kìa chém ấy chém ấy. Cái mũ Leon á. Ui đi luôn. Đi ra quốc. Rảnh quá mất kinh nghiệm. Em đang xem thử cách để nâng cấp thần. Đi. Sao không ấy? Sao không? Bốn thằng á. Mà thấy cũng tội nha, Diễm My ở trên TikTok thì có rất là nhiều người đi giải cứu, còn Monster thì không, đồng đội bỏ ổng luôn á. Mà nghe đồn ổng là thần độc ấy thì mình cũng lấy độc ra mình chọi cũng chết ổng luôn. Cảm giác thần độc bị chết bởi độc ấy nghe nó kiểu xúc phạm. Rồi, cảm ơn chúa. Không, anh vừa mới ở đây mà. Từ từ. Cảm ơn trời. Cảm ơn trời. Con cảm ơn đất. Cảm ơn đất. Con cảm ơn Kira. Cảm ơn Kira, cảm ơn Kuro, cảm ơn cây dẹt, cảm ơn Kiên Rích, được chưa? Con xin lỗi đất trời. Con xin lỗi đất trời. Lỗi này là lỗi của con. Lỗi này là lỗi của cây dẹt ơi, của con. À, Của con. Con này, ban phước cho con này. Ê, được. Ta sẽ nhờ chỗ mày. Sau đấy mình lại quay trở lại cái lâu đài cũ. Lần này mình khám phá những cái tầng ở dưới. Và tổng cộng mình lại lâu lên khá là nhiều thật vai ở đây. Và thêm được 6 quả trứng rồng và rất nhiều thuốc nữa. Từ đầu mình quay ngược ra sau lưng này mà. Làm kiểu gì vậy? Ông chụp cho tôi kia ra. Này 60 cái hộp này. Mấy ngày cuối thì mình ngồi mình chăm sóc mấy con rồng của mình. Mình ấp tổng cộng là được thêm 6 quả trứng rồng Ender nữa. Tổng cộng là mình ấp 9 quả trứng rồng rồi đấy. Nhưng mà không hiểu sao cái đám này cứ chui đầu vô tường nó chết hoài à. Và mấy ngày cuối thì mình ngồi nghịch nhau với một vị thần tên là vị thần Ancin các bạn. Thần Ancin Kendrick. Và mình lấy thuốc ra mình test với ổng luôn. Cái gì á? Cứ cho ấy, chị đi lấy. Chậm hỏng 3 bảo vệ 4. Ôi được á. Bảo vệ 4 này. Ôi. Còn ôi cái gì á? Nhưng mà đi chậm dề dề luôn á. Ông đứng nhìn rồi sao bảo tôi đi đến đâu ạ? Nhanh quá. Ông đi nhanh đi hãy đuổi kịp ông trời. Cũng gần đến ngày cuối rồi á, mình không muốn đi bắt nạt thêm bạn nữa, mình cứ đi loanh quanh để đợi hết một ngày 100 á. Và trong lúc mình đang kiểu đập những cái cục này để mà chế tạo ra một ngôi đền, thì tự nhiên Kuro với tín NT có kêu cứu, nói là gặp một con boss gì đấy khá là mạnh và gọi mình qua. Thì mình cũng quyết định mình qua mình giúp team bạn luôn. Đông quá. Ông phụ ông ấy lấy đồ à? Ừ. Đâu ấy chưa có phụ này, phải không? Ở đâu ông phụ luôn cho. Má cái nó bự lắm, cái khu này bự lắm. Lên má chết. Ôi má, đâm mưa máu vút cái còn xíu máu à. Mạnh quá. Mạnh quá, bật full Nerolai má. Cái gì? Thực sự mình không muốn chậm chạp một chút nào luôn á, thế là mình qua thẳng đường địa ngục, mình đi đường địa ngục cho nó nhanh để mình qua giải cứu hai ông đấy. Kira đó kìa. Thấy Kira kìa. Chơi động mới ông mới được cái con trình nè. Đường này nè. Hai ông chạy nhanh mà hai ông không lo được á. Mạnh lắm. Cái giáp nèo ra tôi gần hư rồi đó. Mày ông xuống chắc ông hư giáp rồi. Xuống đây nè. Ông xuống dưới đây. À, gì đó mạnh lắm á. Tèn cái con máu đỏ không á. Xuống đây. Từ đặt điểm hồi sinh á, đặt đấy á. Okay. Đặt luôn. Alo.
gì toàn kim cương này. Ơ có Netherite này. Con Zed ông ơi. Con Zed thế mà con rán ngay. Đâu rồi, ra đâu. Sợ con rán này, còn mấy con này có gì đâu trời. Yếu xìu này, chém cái chết luôn này này. Chết rồi này. Con Zed rồi. Ok, cái còn lại để thôi. Và mình cũng quá hiểu sao hai ông thần kiểu chạy nhanh ấy mà không hiểu sao để cái đám này nó bắt nạt ạ. Mình qua đúng một lúc thôi, mình khoáng hết chỗ này, mình đập hết cả lồng spawn với cả đồ còn đúng cái này nữa. Thế là thôi, mỗi ông mất hết đồ, mình qua mình lụm hết. Và ở đây mình cùng Hoàng có nghiên cứu ra một cái đền để mà nâng cấp cái gì mình cũng chả biết nữa. Mình vứt thỏi sắt vào thì nó cháy, nó nâng cấp lên nhưng mình cũng không biết thực công dụng thực sự nó là gì cả. Thôi kệ đi. Và cuối cùng ngày 100 cũng đã đến, bọn mình tập hợp ở DN. Mình còn ném cho Hoàng một ít thuốc và bắt đầu cuộc chiến bắt đầu lộ ra. Đầu tiên là bọn mình cùng hợp sức giết con rồng Ender trước, nhưng mà thực sự rất là đông và toàn thần với cả toàn đồ sĩ này thì mình nghĩ con rồng hạ cũng dễ dàng thôi. Mình uống cái thuốc gì đấy rồi các bạn nhìn máu mình này, trông mà nản á. Nhờn gen của chúng tôi à. Okay. Mình bắt đầu rồi. Đâu rồi? Con Ender đứng đâu ạ? Ôi. Và cuối cùng con rồng cũng đã bị hạ gục và những cái vị thần bắt đầu quay qua bem nhau, choảng nhau tới bụi luôn. Cái con Ender này nó phiền quá à. Ê á. Ai vậy? Ai con chó vậy? Đây, ai sau lưng nữa? Ký cái đầu con chết bây giờ. Thực sự đánh mà nản á, đánh ông thì biết bay, ông thì chạy nhanh thì sao đánh được. Ua. Mấy ông ấy cũng chả ông nào đánh mình cả, kiểu mấy ông sợ mình sao chả ông nào đụng đến mình hết á. Thế là mình cứ ngồi mình đứng như tự kỷ á trời. Què gì đông dữ vậy. Mà mình đã vướng hơn mình người đấy. Ghi ra với chúng tôi. Kìa, vô lý này không thấm miếng nào các bạn ơi. Ôi ôi, mà châu thế. Ôi bắn mũi tên cũng không được kìa các bạn. Bắn mũi tên cũng không dính nữa. Ây giời ơi, trời ơi. Mẹ kìa, vô lý chưa. Không mất một tí máu nào, sao hư cấu nhỉ. Ép cái dòng gì mà kinh dị thế. Ép cái dòng gì đây, trời ơi. Tha đi được không? Tôi tưởng ông kiên. Tha đi được không? Tôi tưởng ông kiên. Mẹ ơi bố con. Gì có hiệu ai có đánh hiệu đánh bay ghê. Ủa gì bay cao vậy? Bay lâu vậy? Mấy ông người thì biết bay, người thì chạy nhanh như điên á. Thật sự luôn á, ông thì còn biết tốc biến á. Kể cả mình có thang trang thuốc làm chậm ấy, ông tính là tê bị chậm như rùa luôn á. Nhưng mà tốc biến phát đấy, mất tiêu. Thế thì làm sao mà chém được. Thế là mình ngồi phụ đồng đội mình chém vài phát thôi. Ừ, nói chung mình cũng chả làm gì cả, mình chả giết được ai cả. Thế là Kuro với cả Kendrick với cả Kai Z ngồi giết hết đi bạn luôn. Mình ngồi mình nhìn, chán luôn. Thật sự luôn, mình thiếu mỗi bỏng ngô thôi là mình y chang nghe xem phim, ngồi cả suối nước nóng này này, chán chưa. Và sau khi team bạn chết hết thì team mình quyết định quay qua chém lộn. Chả hiểu sao luôn, nhưng mà chém hoài ấy thì cũng chả ai chết cả, chém mãi chả ai chết, cứ chém xong lại chạy, chém xong lại chạy ấy. Xong lại hồi máu, nhưng mà chán luôn, bọn mình quyết định tạo ra một cái hộp để bọn mình bắn nhau ở trong đấy. 3, 2, 1. Và trong lúc chém lộn thì bọn mình chém bừa nhau à, nhưng mà mình nhớ mỗi cầu của Kendrick thôi. Rõ ràng là mình cho ổng đồ xong ổng muốn kết hợp với hai ông kia để giết mình trước, tại vì đồ mình mạnh ấy. Thực sự rất là thất vọng với ông Kendrick này luôn á. Rồi. Ông ấy khỏe quá. Thì không lại ông chém à. Không trao giải à. Nghi thức trao giải được. Kira chó.